mình Năm sẽ đổi mình có gì vậy ấy. Lần đó năm lần nói cho hát, lần nói cho hát cũng cũng bắt con cá kỳ năm quá, kỳ quá, lần nói hát con cá tôi kỳ quá. Ủa, đây là mất tại sao hát vậy? Một hai ba vô là một hai ba vô. Bây giờ không đường về quê, mới thấy thương cha thương mẹ. Bây giờ không đường về quê, mới thấm câu không đâu bằng nhà. Bây giờ chỉ ngồi một góc, cha mẹ đang khóc khi thấy con trên này, vì sợ con mình sẽ đói. Nên có gì vậy ấy, lần đó lần nói cha hát cũng bắt con cá kỳ quá, kỳ quá. Lần nãy con cá tôi kỳ quá. Vô 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 coi hát à, à bà nằm hay nè, tao nằm hay nè, nãy làm kia đó cá cá cười tôi kỳ cá hoài rồi. Hả? Rồi vô nè. Một hai rồi ba. Bây giờ không đường về quê, mới thấy thương cha thương mẹ. Bây giờ không đường về quê, mới thấm câu không ở đâu bằng nhà. Bây giờ ngồi một góc, cha mẹ đang khóc khi thấy con trên này, vì cả con mình sẽ đói nên nhớ nhiều điều cho con. Nó kìa, tí nó biết tới không nào đói đâu ta. Bây giờ không đường về quê, mới nhớ mâm cơm gia đình. Bây giờ không được về quê, mới thấy ai cũng yêu thương. Mai này nếu được về quê nè, thương mình cuộc đời vô thường, ai biết nên trân trọng từng giây phút bên nhau. Lên nè, một hai ba lên. Về quê, ai được về quê mới thấy đi đâu cũng chẳng qua gia đình, có cha có mẹ bữa cơm ngon. Về quê, nếu được về quê tôi sẽ cầm tay cha, tôi sẽ ôm lấy mẹ, nói không nên lời thầm cảm ơn trời. Dạ đã ăn đói đâu mà mở cái cá mày. Đêm dài vắng lặng buồn thiêu, tiếng gió xôn xao đậm nhiều. Con đường không còn một ai, con chỉ tiếng cứu thương vang trời. Không còn tiếng cười tiếng nói, nhưng tiếng đau của lúc xưa đâu rồi. Bao giờ không còn giãn cách, là lúc đó con sẽ quay trở về. Lúc đó con sẽ quay trở về. Mm-hmm.
bây giờ không được về quê, mãi nhớ mâm cơm gia đình. Bây giờ không được về quê, mới thấy ai cũng yêu thương mình. Mai này nếu được về quê, ba má ơi con ở luôn quê mình. Cuộc đời vô thường ai biết, nên trân trọng giây phút bên nhau. Ôi hư rồi, về quê ai được về quê, mới thấy là đi đâu chẳng qua gia đình, có cha có mẹ có bữa cơm ngon. Về quê tôi sẽ cầm tay cha, tôi sẽ ôm lấy mẹ, nói không nên lời thầm cảm ơn trời. Tiếng dài vẫn lần buồn thiêu, tiếng gió lao sao dập nhiều. Con đường không còn một ai, con chỉ nghe tiếng cứu hương vang trời. Không còn tiếng cười tiếng nói, tiếng tiếng gào của lúc xưa đâu rồi. Đỡ thầy quay, bao giờ không còn giãn cách, là lúc đó con sẽ quay trở về. Rồi rồi, biết rồi. Quay quay. Không còn tiếng cười tiếng nói, những tiếng đau của lúc xưa đâu rồi. Bao giờ không còn giãn cách, là lúc đó con sẽ quay trở về. Hát không còn con đâu mà còn. Hết rồi, bye đi. Hết rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người video sau. Tiền pháo á, nữa tiền nhắm mắt nữa. Hát rồi, bắt quay. Bye bye đi, bye đi, bye đi, đừng bắt nữa. Con coi con cá lần nữa bắt cá tiền. Rồi chị tin hát đoạn này, bye nè. Không hát rồi, về quê rồi, về quê rồi. À quá đủ ghê quá, dữ dữ quá đủ ghê quá, dữ dữ. Bao giờ tin được về quê hai. Bao giờ tin được về quê hai. Nghe ta hát chứ sao nè. Cha thương mẹ bây giờ không được về quê, thăm con không ở đâu. Tìm hỏi là bao giờ tin được về quê, hỏi và bà cô Vi coi chừng nào bao giờ tin được về quê. Bao tin được về quê. Hỏi cô Vi chừng nào tin được về quê. Cô Vi rồi bà đi. Bye, gặp lại video sau, nhớ like, đăng ký, subscribe cho kênh, cho mình hỏi chim đi dùm.